Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với POC and Beginner tức là Tâm và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong một cái video chia sẻ về lập trình tiêu sử dụng module TF40 của đồng hành với chúng ta trong bàn phím cơ à, bàn phím cơ giá rẻ này thì đó là bàn phím cơ Daru ừ, giá khá là hạt rẻ à, để dùng để lập trình cũng như là uh, code các cái thứ linh tinh nó rất là bền Linh uh, mua hàng thì anh em mà xem ở dưới cái phần mô tả nhé Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện uh, mô hình hóa một cái uh bài toán như này nhé Do điều kiện là chưa mua được iPad nên là anh em chịu khó thông cảm xem mình vé tay vậy Giả sử như chúng ta có một cái bồn nước và chúng ta cần phải ổn định nhiệt độ của nó là 70 độ C Với điều kiện ban đầu là nhiệt độ phòng là 20 độ C thì làm thế nào để đun cái bình nước này ở 70 độ C Mà không cho nó sôi Nó chỉ ổn định ở 70 độ C này thôi Thì chúng ta sẽ phải nhét vào trong cái bình nước này một cái gọi là heater Heater hay còn gọi là bộ gia nhiệt có chức, có chức năng đó là biến đổi dòng điện thành nhiệt độ. Để đo được nhiệt độ của nước thì chúng ta sẽ sử dụng một con cảm biến nhiệt độ và có rất trên thị trường có rất là nhiều loại cảm biến nhiệt độ và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng nhiệt độ cảm biến nhiệt độ rất là quen thuộc hay gọi là can nhiệt, can nhiệt loại K. À, bây giờ thì để điều khiển được nhiệt độ như thế này thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái gọi là CPU đúng không? Một cái bộ điều khiển. Và hôm nay thì rất là may mắn chúng ta sử dụng bộ điều khiển là Kien, PLC Kien à, KV uh, 5000 cộng với lại cái module điều khiển nhiệt độ là KVT40. Như chúng ta đã biết rằng đối với một cái bài toán điều khiển đơn giản như này ấy, thì uh, dùng PLC cộng với module điều khiển nhiệt độ thì không khác gì đó là uh, gọi là giết gà mà dùng dao mổ châu với cái bài toán này thì chúng ta chỉ cần dùng dao lam hoặc là dao hoặc là cắt tiết là được rồi. Đối với lại này thì chúng ta sử dụng lại à, module mô à, cái bộ điều khiển nhiệt độ NFCC của Omron là hoàn toàn có thể làm được. Với ba tính năng chính đó là bộ điều khiển này có thể làm được ba tính năng chính đó là à, cài nhiệt độ này, rồi tôi được các giá trị của bộ của thuật toán điều khiển PID này và tính năng alarm. Thì ba cái tính năng này là cái mô đun KVT40 đều làm được. Tuy nhiên thì à, vì lý do là Training PLC nên là chúng ta sẽ sử dụng cái mô đun KVT-40 Bước đầu tiên đối với một cái Khi mà chúng ta làm với một mô đun mới ấy, hoặc là làm với một mô đun nào đó bất kỳ ấy, Thì thay vì uh, Có thể là uh, Đấu nối bắt tay ngay vào lập trình thì chúng ta sẽ phải làm một cái việc uh, uh, Dễ hơn đó là đấu nối Việc đấu nối này rất là quan trọng bởi vì nếu như mà chúng ta đấu nối sai ấy, thì chúng ta sẽ không có cái gì để lập trình cả Đối với KVT40 thì rút uh, ngắn thời gian anh em đọc tài liệu chúng ta sẽ đấu ngay đó là cái uh, con cảm biến nhiệt độ vào cái chân đó là không gạch ngang gạch trên B cộng và B trừ với hai chân âm dương của cái uh, bộ điều khiển nhiệt độ đối với cái phần ao uh, thì chúng ta sẽ dùng một là chân ao sẽ đấu vào một đầu của con solid state relay cho anh em nào chưa biết rằng solid state relay chính là cái còn thiết bị đóng cắt nhiệt có thiết bị đóng cắt dòng điện có cái gọi là cái tốc độ đóng cắt rất là nhanh và nó dùng đóng cắt để đóng cắt cái heater đóng cắt nhiệt độ qua cái đóng cắt dòng điện qua cái heater và vì với cái tần số đóng cắt và cái tần tần số đóng cắt phù hợp thì nó sẽ ổn định cái gọi là cái mức nhiệt mà cấp ra của heater ok đây chính là một cái hệ thống điều khiển nhiệt độ cơ bản gồm có cảm biến nhiệt độ, heater, bộ điều khiển, solid state relay nguồn 24. Đây là một um, tuy nhiên thì nó quá là đơn giản do đó là chúng ta đã bỏ qua một vài cái tính năng khá là quan trọng đó chính là tính năng uh, heater break alarm và tính năng là đo ngược lại cái dòng điện mà chạy qua heater thường ấy, vì sao? để vì là cái cái con cảm biến dòng điện nó khá là đắt và nó không phổ biến trên thị trường ấy. Do đó là những cái tính năng này đôi khi chúng ta phải bị bỏ đi thôi, điều kiện thôi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ phải chuyển sang cái phần lập trình. Phần thứ hai lập trình thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm KV Studio. Ấn yes để vào cái phần cấu hình cho cái module T40. T40 là module điều khiển 4 kênh. Hay nói cách khác đó là một cái module này có thể điều khiển được bốn cái kênh khác nhau, độc lập và ấn nút vào cái module này thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cấu hình. Ở cái có hai thứ cần phải quan tâm ở đây, đó chính là cái DM tức là cái leading relay DM và à, leading data memory là DM và leading relay là à, R. Hai cái này cực kỳ quan trọng bởi vì hai cái này sẽ quyết định cho chúng ta đó là các cái tham số hoặc những cái, cái thanh ghi hoặc những cái relay để điều khiển được cái module điều khiển nhiệt độ này. ở phần cấu hình thì chúng ta sẽ có bốn channel đúng không? tức là bốn kênh thì chúng ta sẽ cấu hình cho kênh đầu tiên thôi, kênh channel không thôi. vì chúng ta cũng chỉ sử dụng cái channel không này trong việc điều khiển nhiệt độ. Đấy. À, cấu hình như thế nào thì anh em có thể quan sát hộ mình nhé. ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng thuật toán biểu hiện là PID. đấy. zero à, forward à, reverse cái kiểu điều khiển đó là reverse rồi, rồi uh, alarm thì chúng ta sẽ là def uh, up down limit này uh, uh, up down up low limit này chu kỳ điều khiển là một giây này và cái nhiệt độ kia sẽ là không độ c nhiệt độ mà cảnh báo alarm sẽ không độ c uh, ok sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm tiếp theo là phần mềm vt studio Tại sao lại phải sử dụng phần mềm VT Studio ấy? Thì VT Studio là cái phần mềm để tạo ra cái giao diện màn hình đúng không? Thì thông thường điều khiển nhiệt độ thì chúng ta ít nhất cũng phải hiển thị được nhiệt độ là bao nhiêu hoặc là chúng ta phải hiển thị được cái khu để mà nhập được các cái giá trị đặt vào. Thì do đó nên chúng ta cần phải có một cái màn hình cho nó ra hồn. Cái màn hình này thì đối với một điều một điều khiển nhiệt độ ấy thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất nó là cái phần monitor các cái giá trị điều khiển và phần thứ hai là chúng ta có cái phần setting phần monitor này thì cùng có những cái tham số rất là cơ bản như sau đó chính là cái trạng thái của cái à, của của cái của cái, cái, cái heater đi đó là on hay on hay là off on hay là alarm kiểu như để đạt được nhiệt độ hay là chưa đạt được nhiệt độ cái thứ hai là cái giá trị đạt này thứ ba là giá trị đo đạt được này à, giá trị dòng điện tức thời này rồi cái cái gọi là cái bật tắt các cái chế độ điều khiển, ok. Sau khi có, sau khi mà nó điều khiển được nhiệt độ rồi, uh, hiển thị được nhiệt độ rồi, chúng ta sẽ phân sang chuyển sang cái phần là phần uh, các cái tham số để mà uh, setting cho các công bộ điều khiển như này. Thì những cái setting thì quan tâm nhất chỉ có là ba cái tham số PID và một cái giá trị alarm của công cụ điều khiển nhiệt độ này thôi thì ba cái tham số PID này thì chúng ta có một cách có thể nhập bằng tay hoặc là cách nhanh đơn giản hơn Đó là chúng ta sử dụng cái tính năng là auto tuning và auto tuning thì ncc nó hỗ trợ rất là ok còn cái con KVT 40 này thì nó cũng hỗ trợ cũng không kém gì là bao nhiêu cả bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là manual trước khi bắt tay vào làm việc thì anh em nên đọc manual một chút anh em có thể xem video của mình như là nguồn tài liệu tham khảo tuy nhiên thì để cho nó gọi là trực quan, khách quan, sinh hoạt à, linh động thì anh em có thể dùng manual Trong manual thì người ta sẽ cung cấp cho anh em rất là nhiều cái tính năng gọi là có sẵn. Ví dụ như thế là các cái chương trình mẫu này hoặc là những cái kết nối có sẵn, đầu nối hoàn thiện thì anh em cứ theo đấy mà làm thôi. Nhưng mà mình thì mình bỏ qua hết là cả những thứ đấy. Mình sẽ chuyển sang ngay đến cái phần là list of device, use. tức là những cái danh sách mà những cái cái DM và những cái relay có thể dùng được để điều khiển bộ điều khiển nhân này cái này thì rất là ok và rất dễ dàng để hiểu việc điều khiển trong cái mô của kia này nó không khác gì là việc kích hoạt các cái chân relay phù hợp và đọc các cái dữ liệu cũng như là ghi các cái dữ liệu xuống các cái thanh ghi phù hợp thế là xong Đấy. so sánh giữa hai màn hình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ví dụ nhé mình sẽ làm cho các bạn các bạn ví dụ đầu tiên này ở cái ô đầu tiên đó là trạng thái alarm state tức là alarm hay không alarm đúng không thì chúng ta thấy rằng nó là cái uh, n12 relay n12 uh, thì là cái relay uh, đầu tiên ở đây thì relay đầu tiên của chúng ta là r 1000 đúng không thì n12 sẽ là uh, uh, r1012 r1012 ok chính là cái giá trị hiển thị trạng thái nó là alarm hay là không phải alarm tiếp theo này các bạn thấy là cái giá trị là sv đúng không và giá trị pv sv và pv là hai cái giá trị gọi là giống như để cửa thanh ghi ấy. dưới đây thì chúng ta sẽ có là cái bật tắt bật tắt thì chúng ta thấy rằng nó là uh, uh, n00 là cái relay dùng để bật tắt thì chúng ta có là uh, leading relay của chúng ta là r1000 sau đó là chúng ta r00 này sẽ là R1000 luôn Ok Nó khá là đơn giản Chúng ta cần kích hoạt Đấy, Chúng ta sẽ chuyển sang cái trạng thái là Bit nhé Đấy Ok Đây bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hai cái phần tiếp theo là cái phần là SV và PV Thì chúng ta sẽ cuộn menu sang cái phần đó là Data Memory Thì ta thấy rằng nó là dmn thì là measure value tức là giá trị đo đạc thì sẽ là pv và cái pv này chính là m à, dm n giả sử như dm cái n bằng 100 trăm không thì sẽ là dm 100 luôn còn giá trị sv đây thầm điện chẳng hạn thì chúng ta sẽ là dm cộng với lại 5 không? thì sẽ là là r ở dm 105 ok nói chung là hình dung anh em cũng chỉ có việc là hình dung rất là cơ bản cái việc đó là chúng ta chỉ muốn về là phép cộng thôi cộng cái bit cái cái dm đầu tiên với lại những cái mà nó cộng 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 cho cái banner này thì chúng ta sẽ có được cái giá trị thanh ghi mà chúng ta cần OK. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có cái phần là setting auto turning cũng như thế là các à, cái tham số PID cho cái uh, bộ điều khiển này. Và trong video lần tới nếu mà anh em quan tâm tới thuật toán PID là như thế nào hoặc là cách uh, mà PLC tự động turning là làm sao thì mình sẽ cung cấp cho anh em trong giải cho anh em trong cái video lần sau. Tuy nhiên thì uh, uh, cơ bản thì nó cũng chỉ có thế này thôi và cái dự án này thì mình đã test thực tế rồi và nó cũng khá là ok à, đối với những cái bộ điều khiển nhiệt độ ổn thì mình nhận thấy một cái ví dụ như này à, so sánh giữa Ncc và cái bộ điều khiển kiểu như thế này ấy. thì à, mình nhận ra rằng nó là cái bộ điều khiển kiểu như này ấy, thì nó đơn giản hơn là ncc rất là nhiều ít nhất là đơn giản hơn ở cái việc đó là đấu nối và thứ hai là cái việc lập trình cũng rất khá là đơn giản anh em muốn tân ninh thì chúng ta chỉ cần tạo một cái bit tân ninh ở trên màn hình thôi và ấn tân ninh là xong à, cũng không cần quá là đọc nhiều tài liệu cũng không cần quá là bấm nhiều nút và bấm tổ hợp nút như bên NMCC hoặc là không phải chọn vào cái phần parameter quá là sâu thì chúng ta chỉ cần hiển thị một chút ở trên này và sau đó thì chúng ta cứ áp dụng ví dụ cài đặt nhiệt độ bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu là được à, ok à, video đến đây là cũng hết rồi không có gì để chia sẻ thêm nữa À, hẹn gặp lại các bạn trong uh, video lần sau với những cái module khác analog hoặc là uh, module điều khiển vị trí, điều khiển uh, uh, truyền thông, bước hay là những cái gì đấy uh, phù hợp với anh em. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa thì anh em nào mà có thể ủng hộ thì có thể là mua bàn phím cơ của mình nhé. bàn phím cơ link mua hàng mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, subscribe, đăng để ký kênh kênh để ủng hộ mình nhé để mình có thể thêm nhiều động lực để ra những cái video nó ok hơn nó chất lượng hơn nó có thể có mô phóng để mô Tết cho anh em quan sát thấy được kết quả luôn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại chúc mừng năm mới